Rồi, hiện tại em đang lên bộ mẹ con 34 triệu nè cô chú chị. Đó, với hai con đực 29 triệu trói em đăng. Đó, đi giao cho khách ha. Đó, mẹ con 34 triệu đăng tưởng đại. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh một con đực kem lở ha. Đó, bò này thì 8 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó, nhưng nói chung thì hồi còn nhỏ nó bị viêm da nó cục, nhưng mà hiện tại nó hết rồi cô chú chị. Đó, nó mạnh khỏe bình thường ha. Đó, những con bò này thì chiều cao đó là 1m2 bò, tướng tá lực lạc nha cô chú chị. Đó, nói chung thì con này thì giá cả yêu thương luôn. Đó, nhưng mà có một cái thì nó bị viêm da nên nó mới nằm về cái giá rẻ nha cô chú chị. Đó, thì em quan sát là chân móng hoàn thiện đó, không có ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình. Đó, thì con đực này em báo giá là 21 triệu. Đó, thì con bò này 21 triệu bao xe cho cô chú chị mình tới nhà luôn ha, trong vòng 200 cây số. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để màn hình. Đó, phần mặt mày này cô chú chị. Đó, em lấy con bò này đít nở dài nở nè. Đó, lưng dài khỏi nói luôn ha, tướng tá gấp mình. Nó xương sóc thì con này xương sóc to, xương sóc cối luôn cô chú chị. Đó, xương sóc nè. Tướng tá gấp mình thì khỏi chê ha. Đó, chân móng thì chân móng sò cùm đứng thẳng, nhưng có cái thì nó bị viêm da nó cục nên nó mới nằm cái giá này của chú chị. Đó, chứ con này mà không có bị viêm da nó cục là con này phải nằm giá 20 mấy triệu ha. Đó, nằm da nếu không có viêm da nó cục thì con này nó nằm giá phải 20-34 triệu. Đó, bò thì pin lực đít nở dài nở, tướng tá thì dài đòn. Đó, giá là 21 triệu bao xe cho chú chị mình tới nhà luôn ha, bao ship trong vòng 200 cây số nha cô chú chị. Đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, tướng tá nè, đít nở dài nở nè cô chú chị. Đó, em nói con đực này không hết biết luôn á. Đó, tướng tá cấp mình nè, khỏi chê luôn, dài đòn khỏi nói. Đó, xương sóc thì rất to ha. Đó, tại vì nó có bị viêm da nó cục nên nó mới nằm về cái giá này nè. Thì cô chú chị nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về nuôi dỗ béo ha. Đó, nói chung thì nó vẫn phát triển bình thường nha cô chú chị. Nó viêm da nhưng nó vẫn phát triển bình thường, vẫn lực lạc bắn đùi nè. Đó, đít nở dài nở bắn đùi thì hết ăn không. Mặt thì cũng nói chung hiền, bò này có nhú sừng ha, mặt bự mặt cục của chú chị. Đó, thì cô chú chị nào thấy con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Cũng muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, khiến tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó, bò thì 8 tháng mấy tuổi thì cô chú chị. Nó lớn bò rồi đó. Nó chỉ có giá là 21 triệu bao xe cho cô chú chị mình về tới nhà luôn ha. Nó đực cà bá luôn, dài đòn tướng tá cấp mình, dài đòn khỏi nói luôn nè cô chú chị. Đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, chân móng là hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Em nói con này là xương sóc cối luôn cô chú anh chị, chân hai chân trước nè. Nó ngay chỗ nó bị viêm da nó cục là hiện tại đang là ba cái lông, lông mới nên nhìn nó có bong bong vậy đó. Tướng tá lực lạc nè. Mấy cái dần dai dần đít bò này khỏi nói không tàn con xương rất to, rất lớn. Đó, thì hình ảnh về giá cả của con đực này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, thì cô chú anh chị nào thấy con đực này thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, chiều cao là 1m2 bò ha. Bò thì 8 tháng mấy tuổi. Đó, giá là 21 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà trong vòng 200 cây số. Đó, thì hình ảnh về giá cả con đực này em gửi đến cho cô chú anh chị mình xong. Thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi, để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình hình ảnh của hai con đực ha. Đó, trong đây thì hai con đực pháp kem mà của chú chị. Đó, một đực con đực kem vàng và một con đực pháp kem trắng ha. Đó, thì hiện tại trong đây thì một con F1 và một con F2. Đó, hai con này thì lũng 6 tháng tuổi của chú chị. Đó, xương sóc thì rất to ha. Em nói hai con này thì chân móng thì chân móng sò, xương sóc hai con này thì khỏi nói luôn. Đó, thì cái con pháp kem trắng này chiều cao là 1m07. Đó, chiều cao là 1m07 là 8 bò của chú chị. Đó, còn con pháp kem vàng nè, chiều cao là 1m17 bò ha. Đó, 16-17 bò. Đó, thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai đực thì cứ liên hệ số điện thoại để tâm hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, sẽ tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó, thì em quan sát hai con này thì chân móng hoàn thiện đó, không có ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, tướng tá cấp mình nè cô chú anh chị. Đó, con này tướng tá cấp mình nè.
Đó thì nói chung thì hai con này thì có nhú sừng ha, nhưng mà em nói hai con này thì xương sóc là rất to. Đó, chân móng thì chân móng sò nè, hai con này thì xương sóc thì khá to nè cô chú chị. Đó thì hai con đực này anh chủ nhà muốn bán với giá là 35.500.000. Đó, giá là 35.500.000 nè cô chú chị, cặp đực thấp kem ha. Đó, giá 35.500.000. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó, em nói hai con này thì khung tàn khung xương thì rất lớn nha cô chú chị. Đó, hai con này thì xương sóc thì khá to. Đây. Đó, phần lưng nè. Em nói hai con này thì cấp mình xương sóc thì dữ dằn luôn. Đó, bò thì lũng 6 tháng tuổi. Đây thì hai con nói chung thì có một sừng ha. Nó xương sóc nè cô chú chị thấy không? Đó, xương sóc thì xương sóc cối luôn nè. Đó, tướng tá cấp mình nè, bò chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, nói chung thì bò có tặc lỗi gì thì bên em sẽ báo cô chú chị mình hết ha. Đó, đít nè cô chú chị, có hai nè, có hai cái đít. Đó, đít dài có hai nè cô chú chị, dài nè ha, lưng nè, đít nè. Đó, nhưng em nói hai con này thì xương sóc thì rất to. Đó, giá là 35.500.000. Nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đây, xương sóc mà cô chú chị. Đó, thì nói chung thì bà con nào mua thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung hai con bò này giá 35.500.000 là giá tại chuồng, không có bao ship nha cô chú chị. Đó, thì hiện tại thì em đang có chuyến đi An Giang nè. Đó, với Bình Dương, với Tây Ninh. Đó, với Đồng Nai thì bà con nào ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó thì hai con này giá là 35.500.000 là giá tại chuồng nha cô chú chị. Đó, giá tại chỗ á, bò tướng tá cấp mình lực lạc, xương sóc thì khá to nè ha. Đó, em nói hai con này thì xương sóc thì khá to lắm cô chú chị. Đó, chân móng thì chân móng sò. Đó, chân sau thì đứng rất khéo ha, chân trước chân sau đứng rất khéo. Đó, tướng tá nè cô chú chị thấy không? Đó, đít con nào con ấy nè. Em nói hai con này thì khung tàn khung xương lớn. Đó, con này kiểu tướng tá cấp mình kiểu mẫu nè cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình kiểu mẫu nè, thấy không? Đó thì hai con thì nói chung thì có búp sừng ha. Đó, mặt mài nè, coi nè, mặt mài nè, thấy không? Đó, đây là xương sóc, con bên đây xương sóc nè. Em nói hai con này thì xương sóc thì khỏi nói rồi đó. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hay được thì cứ liên hệ số điện thoại để tôi hình. Tôi còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, hai con này giá là 35.500.000. Đó, rồi để bây giờ tiếp tục video đăng bán ngày hôm nay. Rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị mình hình ảnh của một con còn bò cái siêu chữa ha. Đó thì hiện tại con này thì đang chữa 4 tháng nè cô chú chị. Đó, nó đang ôm chữa lứa thứ hai. Đó, em nói con này thì kiểu mẫu, chân móng thì khỏi nói luôn. Đó thì hiện tại thì đang ôm chữa 4 tháng ha. Hiện tại thì đang ôm chữa kem. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hiển tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì con bò này cô chú chị em đo cái chiều cao là từ 1m39 tới 1m4 bò ha. Đó, 1m39 tới 1m4 bò. Đây con này thì nói chung thì chân móng thì khỏi nói luôn. Nó xương sóc thì xương sóc cối luôn nha cô chú chị, chân móng thì chân móng sò ha. Đây rúng nè. Đó thì về phần rúng nó thì rúng rúng chiền luôn cô chú chị. Đó, hai chân trước nè. Chân móng thì đứng rất khéo ha. Con này thì siêu vàng nha cô chú chị. Đó. Đầu thì sừng da. Đó, sừng nữa thì em mò rút lắc luôn cô chú chị. Đó thì nó thì hiện tại nó sẽ mặt thì nghiêm chỉnh nè. Nó sẽ mặt sẽ lưng thì nghiêm chỉnh. Thì con bò này nói chung thì em bao của chú chị mình sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó thì con bò này anh chủ nhà muốn bán giá là 39.000.000. Đó thì nhưng mà anh nói 39.000.000 thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe của chú chị, cô chú anh chị nào ở xa. Nó con bò này nó tướng tá cấp mình thì rất đẹp nha cô chú chị, tướng tá dài đòn ha. Đó, tướng tá dài đòn, chân cẳng thì đứng rất khéo. Nó thùng dạo nè, cái dàn yếm của nó nè. Đó, cái yếm nó xuống tới muốn tới đầu gối luôn cô chú chị. Đó, cái ngàn của nó thì khỏi nói luôn. Em quan sát cái ngàn của nó thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đây.
tướng tá nè. Đó, tướng tá cấp mình thì khỏi chê luôn. Đó thì cô chú anh chị nè, thấy ưng con bò siêu chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó bò tơ mới đẻ một tí, bò đang ôm chữa lứa thứ hai ha, quên nó bò tơ. Đó. Em nói màu bò thì liền một màu ha, không lan không đốm. Đó em nói cái thùng dạo tướng tá con này thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì anh chủ nhà muốn bán con bò này giá là 39 triệu thì anh còn thương lượng chút xíu cho cô chú chị nào ở xa. Đó thì nói chung thì em hiện tại thì em đang có chuyến giao về hay Đồng Nai. Đó với Tây Ninh, với Bình Dương. Đó với An Giang ha, thì bà con ở mấy vùng đó thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền xe. Đó thì đối với những bò để lòi như thế này thì bên em bán sẽ bao lòi cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Em nói cái ngang của con bò này khỏi nói luôn cô chú chị, cái sân lưng của nó nè. Cô chú chị coi cái lưng của nó nè, hết biết không? Đó cái lưng của nó nè. Hết nó nổi cái dàn lưng luôn, cái ngang của nó thì hết biết. Đó thì đối với những con bò chữa như thế này thì bên em bán giao về cho cô chú chị mình về trong vòng tuần lễ, cô chú chị kêu thú y khám xác minh chữa lại giùm em ha. Đó thì nếu có chữa rồi thì cô chú chị điện cho em biết nha, thì phần chữa đó em sẽ giao cô chú chị mình luôn. Đó em chỉ còn lãnh bên lòi đơm 3 tháng. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây cái ngang của nó là cô chú chị. Đó em nói con bò này nè, mặt mày tướng tá dài đòn. Mặt mày thì đi, mặt mày nó đóng rất khéo ha, tướng tá cấp mình nè. Đó con bò này cấp mình khỏi chê luôn nha cô chú chị. Đó cấp mình tướng tá thì rất đẹp. Nó dài đòn một cái luôn ha. Em nói nó dài đòn một cái hết nó nổi luôn. Chân móng thì đứng rất khéo. Nó xương sóc thì khá to. Đây về phần vú thì em quan sát thì nó cũng 4 vú luôn nha cô chú chị. Nó cũng 4 vú ha. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị coi nè. Đó tướng tá cấp mình khỏi chê ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình. Nó từ tướng tá dáng dốc ha, chân cẳng đứng rất khéo nha cô chú chị. Nó không chê gì luôn. Đó thì hiện tại nó đang ôm chữa lứa thứ hai, ôm chữa được 4 tháng. Đó thì con bò này hiện tại đang ôm chữa kem luôn nha cô chú chị. Đó, em nói nó dời đầu như vậy, dài đòn một cái là khỏi nói luôn. Đó thì chiều cao là từ 1m39 tới 1m4 bò. Nó tàn sát nhất ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại em để tình hình. Đây em nói cái ngang của nó nè, cái ngang của nó một cái luôn cô chú chị. Hết biết cái ngang luôn, cái sân lưng của nó nè. Đó. Tướng tá cấp mình thì khỏi chơi ha. Đó tướng tá cấp mình bò này khỏi chơi luôn. Nó xương sóc thì xương sóc to, xương sóc cối luôn cô chú chị. Nó mặt mày thì đóng rất khéo ha. Nó mặt mày đóng rất khéo nè. Đó thì cô chú chị nào thấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em thêm tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì em kinh chăn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Rồi thì hình ảnh và giá cả của con bò siêu chữa này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú chị.